trời cho số phận mình rồi, thôi không buồn, an ủi lại mình, an ủi, cực nhưng mà vui quá, vui, mình an ủi vậy nè, là mặt nổi, mình buồn kiếp đồng tiền, an ủi, vui lên, vui lên đúng rồi, vui lên. Tên gì ngoại? Bà Tư bán bánh. Bà Tư bán bánh. Bà gọi bà Tư là người ta biết liền. Bà bán ở đây là bao nhiêu lâu rồi? Bán này hơn 5 năm. Ở đây là 5 năm. Còn mà trước là có bán chỗ khác nữa. Bán mua chuyện mấy chục năm rồi. Mấy chục năm mua chuyện. Rồi sao mọi người ở đây nó chậm cái bắt nhạc quá trời rồi. Không phải bắt nhạc. Biết đầu em có được. Rồi ra đây lâu lắm. Ta chưa có bán chợ lắm. Con chưa đẻ. Dạ, mà quê ở đâu ngoại? Quê Bến Tre. Bến Tre ở huyện? Huyện thành phố. Quá trời bánh luôn. Hồi này là bánh gì ngoại? Bánh kẹp. Bánh kẹp này là cũng ngoại làm đúng không? Ngoại mua người ta làm hết. Làm hết tất cả. Mua cái gì hết là tự tay làm hết trơn luôn. Sáng 7 giờ bắt đầu ngoại làm. Làm chiều để tầm số nó thì 5 giờ để từ 6 giờ ra để ngồi bán đến 12 giờ khuya. 12 giờ khuya. Rồi sao ngoại về, rồi sao ngoại đi? Ủa, đi xe ôm, về xe ôm con. Ngoại bắt xe ôm. Trời ơi, rồi ngày ngoại bán được chiêu mà ngoại đi xe ôm hết trơn tiền. Ngày lời hơn 200. Dạ. Rồi đi xe ôm hết 200 ngàn. Không. Là 200. 40. 40 ngàn. Đi 20. Đi 20. Còn ngoại ở với ai ngoại? Ở với cháu nội. Phụ mà bánh như ngoại. Thôi ngoại đi, ngoại đi xa quê nên là bao nhiêu lâu rồi? Đi rồi đã quay hồi năm 63 rồi đi rồi. Chưa giải phóng luôn à? Chưa. Rồi. Giải phóng 75 ta đi năm 63 rồi. Không phải đi thời đó còn giặt. Thôi, lại người biết sao? Ở dưới quê mình đó, bom đạn nhiều quá. Cái ảo thật sự, ảo. Có người B-52 á, nó thục vô rồi nè. Chết cả nhà luôn, sợ quá. Đi lên này, ảo nhờ nhà bà con. Tại sao mà ngoại sanh thương rồi bán bánh? Ủa, mình ngoại có biết mà ở dưới quê rồi. Rồi cái lên để không có làm gì chơi. Cái đi mua đường, mua bột, mua ở gần sớm á. Dạ. Cái mua về cái ra chợ Cầu Công, hồi đó bán đắt quá. Đắt quá luôn, đâu mà làm ngon dữ. Bắt đầu bằng tu. Đâu mà làm ngon, ta khoái nha quả. Ờ, bằng bánh bò nướng là ta mua dữ. Dạ, rồi tới nay luôn, là mấy chục năm luôn rồi. Dạ, nhưng mà mình rất khỏe, mình cứ làm, mình có tay á, mình tầm nào ai rồi. Không có để con kéo cái lo tại vì khi bệnh viện là mình không tự lo được, tự lo luôn khi mình chết rất tiền hôm nay đại hội chưa có tiền đem về quê còn không được về quê con không có tiền con được về quê quá đã là những sớm về để mình có cần không không là 4 giờ chiều phải đi 12 giờ đêm phải mới về rồi mấy giờ mà mới về tới nhà về cái mua bệnh thì chưa tiếng là 1 giờ sáng nữa về tới nhà không đầy nửa tiếng không đầy nửa tiếng là cũng 12 giờ mấy rồi ngoại về ngoại tắm được là cũng 1 giờ sáng rồi mới ngủ rồi mày giờ mới ngủ trời ơi rồi mỗi giờ sáng là ngoại dậy rồi ngoại thức rồi ngoại làm bánh tiếp à, bánh tiếp rồi cháu nội phụ dạ yeah. Điều bác phụ nó lớn rồi làm phụ là phụ nhưng mà cái tâm của nó phụ chưa có cho nó cho tiền chứ đâu phải nó phụ không cho mình dạ. Đúng không? Đúng rồi ngoại. Thời gian nó nhiều khi nó cũng còn đi làm mà nó dính thời gian nó phụ mình. Rồi cái này ngoại bán mỗi phần là bao nhiêu? 10 ngàn. Có bán 5 ngàn không? Không, ai nuôi 5 ngàn, gia lộn thì 5 ngàn dạ. Còn 7 thứ này thì 10 ngàn.
rồi bánh là ngoại là có mẹ ngoại chỉ ngoại ôm có phụ chỉ rồi cái đất dỗ hồi xưa đâu có đi bán vậy, đất dỗ thì mấy chị em lại nè con chỉ tụi bay nè bằng cái này dày dày nó quen cũng như có cái ít cũng chỉ thôi cái tem cũng chỉ vậy là mẹ ngoại truyền cho ngoại rồi giờ là được cái nghề luôn quá ngon luôn rồi. Khi nào thấy người ta lớn tuổi, người ta ở nhà, anh lại giết đứa con cháu mà mình đi làm thế nào phải buồn chứ, buồn, suy nghĩ buồn. Tại sao mà bằng tuổi mình, đứa có dày con lắm, buồn mình phải buông ba mọi chuyện, phải kiếm đồng tiền, để nghĩ trong lòng vậy, rồi cứ suy nghĩ lại. Thôi, học buồn. Trời cho mỗi người có số phận. Đúng không? Học buồn. Giờ ngoại gần 90 tuổi rồi, khi nào ngoại nghỉ cái cuộc đời ngoại là nó sướng hay nó khổ? Không nghỉ chứ, từ khi tôi đi ra thì nó đồng thời nghỉ. Cái đời của mình, hồi có giờ, không có giờ, không có giờ, không có nghỉ thôi cái gì hết. Nghỉ chứ, khi nghỉ đó, nghỉ là buồn, buồn thì ai càng cứ chạy, chạy xong rồi cái không kệ, rồi cho số phận mình rồi, thôi thật buồn, an ủi lại mình. An buồn. An ủi con. Đấy là niềm vui đó. Rồi. An ủi rồi. Rồi, cái động lực, cái động lực nè mà cho ngoại giờ chính của cho ngoại còn vui vẻ ngoài đi bán. Động lực là rồi, phải, bây giờ mình già, nhiều khi mà nhỏ hơn mình, mà đã đi được có lực phận, mà mình còn còn kiếm được tiền. Vâng, và cái đó là trời cho mình được cái số mình khỏe này là mình dậy, là trời cho mình chứ không ai cho được. Dạ, cái nào ngoại nghĩ ừ tôi mừng tôi chết rồi tôi còn tiền về quê này kia được không? Có chứ, giờ rác nào để dành, cái nào uống thuốc rồi uống, còn cái nào để dành khi nào mình bệnh, mình không biết chết liền. Có thể là mình còn nằm đó có đồng tiền, mình hưởng thụ những cái sau này cái kia cho nó vui lòng. Có nhiều khi mình biết con cháu mình nó nghèo, nó có tiền, rồi nó buồn lòng đó. Ngoại có mấy đứa con? Con ngoại khá nữa không? Cũng được, không nghèo lắm, không già, đủ ăn rồi không? Đủ lo mà. Đủ ăn. Nhưng mà ngoại không ăn, ngoại ở nhà nó cũng cơ. Nhưng mà ngoại chịu, không chịu đâu. Mẹ nghĩ, mẹ nghĩ với mẹ. Mẹ bán nhiêu, mẹ già, mẹ ăn nhiêu. Để tao, tao đi bán không chút tiền. Nhưng mà tao mệt thì tao không mệt nổi mà được tao nhà. Chạy đi nghe ngoại, chạy đi. Nên nhà bán này cực như bộ. Cực nhưng mà vui quá. Vui. Mình ăn ngủ vậy nè, mặt nổi, mình còn kiếm đồng tiền, ăn ngủ, vui lên. Vui lên, đúng rồi. Vui lên. Cái mà ngoại bán vậy, thì nhà ngoại bị dư hàng ế hàng không ngoại? Không, con cũng bán bằng hết. Hết luôn, ngày nào hết ngày nấy. Con quyết định cũng ngồi bán thì được. Rồi bán tới đêm luôn, tới khuya nào. Tới khuya 12 giờ đúng rồi. Có nhà ngoại ở đi tới mà tới 1 giờ sáng đúng không? Không, giờ 12 không? Giờ đi. Bốn nhân tháng nghỉ ngày, hai ngày đó có không? Ngoại nghỉ ít quá vậy? Ừ. Ngoại tính bán chị bán tới chừng nào mà mấy ngày? Không, ngoại không có tính chừng nào. Chừng nào mà mình già, yếu mình còn mặt nổi thì nghỉ.
bộ khỏe cứ tập bốn mươi bạn cái chừng nào mà anh nói cái mình nói chứ cũng phải có cái ngày đó đúng rồi phải có ngày già đó rồi đúng rồi sao cả bệnh tử mình không biết chừng nào dạ yeah. Còn có ngày còn khỏe là cứ đi bán ừ đi bán cái tiền của tôi đi quê em kiếm thôi thì lấy cái cháu đội á ở đây mưa quá thế nè cái đi ra nó có đội có ướt có hô nè còn chút bánh đó ghê ghê không bán cũng lại thôi ra dạ thương ngoại mà thôi bán một về ngon vậy cũng nghe nụ thì là mày ở với cháu nào đi cháu nội bao nhiêu lâu rồi mày không có về Bến Tre cũng mà lâu lâu tết rồi tháng tháng mười rất dỗ về rồi tháng tháng tư rất dỗ về rồi tháng mười tháng tư tết rồi mày bán rồi bữa sau khách sạn rồi thấy khách sạn quá trời đẹp không hay ta 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 mặc đồ đẹp rồi tự đi xe đẹp rồi mày buồn không không buồn chỉ có má buồn mà có tiền các người ơi đố thần rồi lấy cái bọc cho đố thần mỗi người buồn dây chứ không có buồn.